Happy New Year. Tiếng điện đi vô đường lên tôi gặp một mạng mình nhảy xuống đầu thằng này nã nó đúng rồi mà mấy điểm xuống nhỏ là được rồi mấy điểm tụi nó xuống nhỏ là được rồi tôi là 6 điểm sao điểm mà tôi 9 điểm rồi mày lấy đi lấy tiền đi lấy đi lấy đi không đi Dạ là thằng tài rồi đó. Chú không nghe nào mày là ngu đâu. Rồi. Dạ là sắc xía lắm mày rồi. Rồi, nó xía là không ăn rồi. Đó, nhỏ lại chơi. Chưa có thời. Đúng rồi mình gan đỡ được rồi. Rồi. Hôm nay bắt đầu ăn Tết rồi. Hôm nay là mùng 2 Tết. Vô ăn đi. Canh khổ qua. À. Rồi đậu xào. Cháo. Một số món ăn đơn giản. Gà, thịt heo. Vô mãi. Ba ra rồi, đây, đi. Rồi. Bằng dạ. Rồi ăn đi, vô. À, mấy đứa em cháu ở quê, mấy đứa em gia đình em có bao nhiêu á? Có bộ đá không? Sao rồi tháng? Quan tháng? Sao rồi? Nhất là quan tháng luôn hay sao? Vô ngồi lấy con em ơi. Ngồi. Nếm nhiều tiền quá hả? À. Nhiều tiền mừng tuổi quá hả? À. Thôi ngồi xuống em. Tí cho cháu ăn xong chưa? Ờ canh khổ qua nồi canh khổ qua mẹ làm đã. À. Ô, còn tháng đẹp trai quá chứ mày. Hả? Giờ mà áo sơ mi rồi ấy đồ. Giúp thiếu mà. Tháng. Rồi. Ông ba em đang ngồi công tiếp khách mà. Thôi mời cả nhà luôn mẹ. Ồ, đây nè. Chị, nhanh lên nha. Rồi. Ngồi xuống. Đầu năm ăn mực à? Mùa rồi. Nhìn mực hấp dẫn à. Đây là hấp mực. Mực nướng đầu năm. Mực hấp đầu năm. Lâu lâu xuống cô ba đãi quá trời món. Cô ba cô bốn đãi quá trời món đây. Trời ơi lẩu. Lẩu cá. Rồi nhiều. Ồ nhiều món vậy. Món gì đây? Luộc rau. Luộc rau à? Món luộc rau hả? À đây thịt muối chua. Trời ơi đãi quá nhiều món vậy. Có à? Đi. Vâng, gì à?
hoành tráng dữ vậy? Quá hoành tráng luôn. Đây là thịt heo muối. Dạ, thịt heo muối nhân bà của chú. Rồi đây là thịt, đây là mực. Mực nãy có cắt đầu video. Rau xanh nhà trồng. Rau nhà trồng. Nồi lẩu. Nhà nấu. Trời ơi, cá nè. Ăn tích. Đây xuống nhà cô ba. Đó là nhà em gái của em nha. Dạ, em gái của em. Đãi các anh chị em. Hoành tráng dữ vậy. Đây hai em gái của em đây. Đứa cô ba rồi cô bốn. Em cô ba cô bốn. À, mấy anh nhỏ đâu rồi? Hoành tráng dữ vậy chứ. Đi đâu đi đâu? Thôi về đây ăn uống đây là tối uống cà phê. Tối thì ngồi trong đó. Ăn đi rồi tối uống cà phê. Ồ, đây là mắm cái nè. Thấy cái này là thôi chấm mắm cái nè. Đây mấy món đơn giản thôi, bình dân thôi. Rồi, nhiều. Nay xuống nhà cô ba mùng 2 Tết. Đãi mấy món. Này muối nè. Đơn giản bình dân thôi. Đó, đây là dưỡng. Ẩm thực ngày Tết ở Quảng Ngãi nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, quay để kỷ niệm ẩm thực ngày Tết ở Quảng Ngãi. À, con em. Ngồi vô co cái nồi nè, sợ nhất là cái nồi nè, mấy đứa nhỏ đó thôi. Từ ê, đừng có đu. Đừng có đu cái này, cái bàn này. Nguy hiểm lắm. Ngồi im, ngồi im. Canh mấy đứa nhỏ nha, chứ không cái nồi nó sâu. Không. Lấy bia cắt đi con, không uống bia. Uống nước ngọt thôi. Bữa nay về nhà bội đãi cậu Hơ gì vậy? Hả? Trời ơi, đãi cậu Hơ mấy món quá trời, quá đắt luôn. Ngồi im nha, từ từ. Bé Bon đãi cậu Hơ gì vậy bé Bon? Quan từ từ thịt nha chứ. Chú, mấy anh ngồi là hết bàn rồi. Ê cô Ly nha, nè thịt qua đi, thịt qua đây cẩn thận. Con tháng, từ từ nha, con. Ừ. Cậu hơi sợ nhất cái nồi đó, cái nồi là cậu con hơi táo là cái nồi đó. Nhất là cái ly nữa nè. Cái ly nè. Từ nha. Từ cái nồi rồi. Thôi ngồi vô luôn đi, còn ai nữa không Tạ? Hả? À, đây là cậu Trí. Dũng Trí. Đủ chưa? Cậu Út à? Cậu Út mày chạm nó bươi chạy tới. Cậu Út mày nhậu gì? Đang chạy xuống á. Cô chạy máy nha. Cô chạy máy. Trẻ á, đi đâu nào. Ăn trước đi. Bọn con ăn trước đi. Quay làm kỷ niệm. Từ nha. Ê bỏ cái nọt qua bên kia nè. Thấy con tháng không? Con tháng. Con từ để em con cho cái ly kia, con cái ly kia này bội. Đó. Con tháng không? Rồi, ăn đi tụi con ăn đi.
Con bỏ trong cái nè, cái chén nè. Chén á, ừ. Chén này là của con mực nè. À, đó. Chén đó là của con mực đúng không? Không, bọn con là không được dùng, chưa dùng cái này đâu. Kê gấp thịt qua cho cái con nè. Gấp mực qua. Rồi, ngồi vô chưa? Ngồi vô chưa? Hay là để mấy đứa nhỏ ăn trước đi mình hay sao? Mực, mực, coi con mực. Ê, bỏ vô cũ, à, con ngồi vô. Thôi, à, ngồi vô, ngồi vô. Ngồi vô, ngồi vô hết. Xịt qua đây xíu nè. Ngồi vô em. Ngồi vô, ngồi vô, ngồi vô. Xịt cái ghế này qua đây xíu nè. Tạ. Đó, đúng rồi, xịt ghế qua. Đây là hành trình về quê ăn Tết. Từ từ nha con. Đó. Vô, ngồi vô luôn. Có cái nồi nha, có nồi nha, sợ cái nồi á, mấy đứa lùi cùi cái mấy đứa cháu. Con. Đơn giản thôi. Rồi ăn đi em. Ngồi xuống co ly nha, co ly nha. Ủa quá trời đồ ăn vậy. À, gấp mấy cái này bỏ qua cho mấy đứa ăn nè. Dạ, quá trời đồ ăn luôn không? À. Rồi bỏ qua cho cái đó nè. Rồi từ từ nha bảo, từ từ nha con nha. Nắm nha. Rồi ăn đi, ăn đi. Mời. Nè ly nè, có chừng nắm nha. Muốn xài làm gì? Đây là món gỏi tây heo. Gỏi tây heo. Rồi. Từ từ nha con. Từ từ. Tháng hả? Được không? Ngon không Tháng? Bây giờ hỏi cậu nghĩ này ngon không? Ngon à? Dòng sống còn bay xí rồi. Từ 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 để cô ha, cô ha múc cho. Cô ha múc ca lẩu cho con kìa. Múc đồ ăn cho con kìa. Chân luôn một con cá hả? À, giúp mạnh đi em. Thử đi. À. Có chừng xương nha. Cái có chừng xương. Đây, gia đình em nha ông bà cô chú. Em, hôm nay là em gia đình em với hai đứa em của em. Dạ, ở tại Quảng Ngãi, đang ăn Tết tại Quảng Ngãi. Chia sẻ những hình ảnh Tết ở quê hương cho ông bà của chú anh chị và các bạn xem. Dạ. Còn hút nữa, hút nữa là hút chưa ở nhà nhậu rồi. Kỷ niệm. Cùng đi đi, cùng đi. Vô nè. 2, 3, vô. Năm nào cũng về là cũng được rồi. Năm nào cũng về là cố gắng rồi. Làm thật tốt để sang năm mình về tiếp, đúng không? Năm nào cũng về.